Xin chào các bạn, bất cứ một cô gái nào mà lỡ chân, lỡ dài, lỡ yêu mà bước đến với thế giới của người thứ ba thì bản thân người phụ nữ đó cũng có rất là nhiều nỗi sợ hãi. Nhưng mà hôm nay video này của mình chia sẻ đến các bạn hai điểm trọng tâm chính yếu, có thể nói là hai điểm huyệt của người thứ ba trong sự sợ hãi. Vì bất cứ một người thứ ba nào cũng ngại đối diện với cái vấn đề này. Họ tìm mọi cách né tránh và dường như họ không muốn công khai, họ không muốn thổ lộ cũng như là không muốn chia sẻ, cũng như là họ sẽ bị gục ngã khi mà họ gặp cái nỗi sợ hãi như vậy. Vì hai nỗi sợ hãi này hoàn toàn khống chế họ nên họ sẽ tìm mọi cách để mà né cái nỗi sợ hãi đó ra. Cái điểm sợ hãi đầu tiên đối với người thứ ba đó chính là họ sợ mọi người biết họ là người thứ ba. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy có lẽ là nó hơi vô lý nhưng mà nó lại hợp lý với người thứ ba bạn nhé. Bởi vì người thứ ba họ đương nhiên là một người thứ ba rồi đó. Nhưng mà họ không có muốn cho ai biết, bởi vì họ biết là họ đang làm không có đúng. Đương nhiên là họ sai mà họ lại cứ sai hoài, cứ cố sai như thế thì họ cảm thấy là họ lại càng trái. Nên là họ ngại đối diện với cái vấn đề là mọi người biết họ là người thứ ba. Tốt nhất là mọi người không nên biết họ là người thứ ba sẽ hay hơn. Bởi vì cái việc mà họ trở thành người thứ ba nó không hay ho gì hết. Nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Nếu mà họ làm trong những cái ngành như là giáo viên, những cái ngành mà để mà bản thân họ là cái khuôn mẫu, cái nền tảng để cho nhiều người học hỏi thì họ lại càng ngại hơn khi mà họ lỡ là người thứ ba. Họ rất là sợ mọi người biết họ là người thứ ba. Vì khi mà cái sự việc mà người thứ ba lộ ra thông thường là do đánh ghen hoặc là ai đó làm cho họ mất danh tiếng thì cái sự sụp đổ về hình tượng với nhiều người á, thì điều đó với họ là một cái sự tổn thương rất lớn. Do đó là không một người thứ ba nào muốn cho nhiều người biết rằng tôi đang là người thứ ba đây. Nếu mà có chăng nữa thì họ cũng sẽ dùng những cái nick không có hình ảnh cá nhân của họ để mà tham gia vào những cái cộng đồng người thứ ba hoặc là những cái trang mà dành cho những người thứ ba kẻ khổ, kẻ đau, và những cái trang đó sẽ ủng hộ họ, vuốt ve cho cái tôi của họ, và mọi người sẽ nghĩ rằng nhiều người rất là giống mình chứ không riêng mình là người thứ ba đâu. Tức là họ sẽ có đồng minh, họ sẽ được một ai đó và nhiều người cùng cái suy nghĩ giống như họ bảo vệ nhau để mà có thể tìm thấy một cái sự an ủi, một cái niềm vui, một chút gì đó thương cảm của nhiều người chung một số phận như thế. Và đương nhiên có những người thứ ba có những cái hoàn cảnh rất là đáng thương, nhưng mà mọi người vẫn nhìn với cái ánh mắt dành cho người thứ ba đó chính là thương hại, thương cho cái hoàn cảnh cô ấy khổ, chứ không hề thương theo cái dạng mà thương mà ngưỡng mộ, thương là thương đáng kính, thương đáng nể thì không có, hoặc là rất là ít theo cái tình trạng là thương cho một mảnh đời bất hạnh thì đúng hơn. Do đó người thứ ba nào cũng sợ mọi người biết mình là người thứ ba, mặc dù họ đương nhiên là một người thứ ba đấy. Và cái nỗi sợ hãi thứ hai của người thứ ba đó chính là họ rất sợ họ không được là người thứ ba. Nghe đến đây thì có lẽ mọi người thấy nó là bất hợp lý, bởi vì họ là người thứ ba mà họ lại sợ họ là người thứ ba là sao? Lại họ lại còn sợ mất đi cái vị trí của người thứ ba là sao? Bởi vì khi người ta đã chấp nhận số phận và bước đến với thế giới người thứ ba là họ đã chịu cái sự thiệt thòi rồi. Họ chấp nhận một cái mối tình không trọn vẹn, một cái bánh không được 100% dành cho họ. Họ chỉ được một phần hoặc hai phần trong cái bánh được chia đó thôi. Cái thứ tình cảm sớt dư ra thừa lại, hoặc là họ chỉ được người đàn ông kia cho một cái khoảng quỹ thời gian rất là nhỏ hẹp trong cái khả năng người đàn ông đó có thể lén vợ hoặc là cố gắng lắm dành cho cô ấy cái khoảng thời gian để được yêu thương như vậy. Nhưng mà có những người thứ ba vì yêu thương thật lòng, vì mê muội, vì cam tâm tình nguyện mà chấp nhận và an phận với chút tình yêu nhỏ đó. Họ chấp nhận và họ cam tâm, họ cảm thấy như vậy là được. Có còn hơn không, còn đỡ hơn là không có được người đàn ông kia nữa. Không có được người đàn ông kia nữa thì họ sẽ không có được tình cảm, họ không có được những cái quyền lợi, ví dụ như tiền bạc, lợi ích và những cái vấn đề trong cái mối quan hệ đó mang lại cho họ.
và họ cũng sẽ sợ mất người đàn ông kia khi mà họ chẳng còn được là người thứ ba nữa, vì một ngày đó họ cũng sợ xấu, họ sợ tình cảm của họ không được mặn nồng trong mối quan hệ tình dục, bởi vì người đàn ông tìm đến với họ cũng bởi vì những phút giây tình dục không có được ở đây người vợ mới đến với họ. Nếu mà một ngày nào đó người đàn ông có vợ kia không còn cảm thấy hứng thú tình dục với họ nữa thì người đàn ông đó sẽ chán họ, sẽ bỏ rơi họ, rời xa họ, không còn yêu họ nữa, không còn cho họ được cái cảm giác bình yên, không còn mang đến cho họ cái cảm giác được yêu thương, được chăm sóc, được có một người đàn ông bên cạnh, dù cái hạnh phúc đó nó ngắn ngủi, dù cái khoảng thời gian đó nó nhỏ bé, dù là người đàn ông kia cố gắng lắm mới có thể dành được một chút thời gian cho họ thôi. Nhưng mà họ cần điều đó, họ muốn điều đó và họ muốn níu giữ, họ rất là muốn người đàn ông đó đừng bao giờ rời xa họ. Chính vì cái nỗi sợ hãi không bao giờ muốn mất đi người đàn ông có vợ kia thì đó sẽ là một cái nỗi sợ hãi trong cái việc người ta sợ không được là một người thứ ba đấy. Đó là những cái vấn đề mình chia sẻ cho các bạn trong video lần này. Hy vọng rằng các bạn cũng đã hiểu được cái nỗi sợ hãi của người thứ ba trong phần chia sẻ của mình trong ngày hôm nay bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ạ.